Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Và trước khi đi vào phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi theo dõi chương trình đặc biệt về bầu cử 2016. Và nhưng trước đó thì chúng tôi phải một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông Thị trưởng Tạ Đức Trí cũng giống như luật sư Nguyễn Quốc Lân đã giúp cho chúng tôi, đặc biệt là khán thính giả chúng tôi biết nhiều một ít khái niệm đại cương về cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà trở lại, thứ hai quý vị, tại sao quý vị nghĩ rằng là ở miền Nam này không thể thắng được miền Bắc, lúc nào cũng miền Bắc cũng thắng miền Nam vậy thưa quý vị? Well, nói chung vì cư dân ở miền Bắc đông hơn, cư dân ở cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ ở miền Bắc California nhiều hơn. Đương nhiên ở miền Nam ít dân hơn, cái khuynh hướng của Dân Chủ Cộng Hòa nó bị phân hóa rất là nhiều. Thành ra không có đảng nào mạnh hết trong cái khu vực miền Nam này, cho dù Cộng Hòa Dân Chủ. Cho nên một khi mà bị phân hóa như vậy thì cái lực lượng nào họ đoàn kết hơn, cái lực lượng sẽ thắng thế hơn. Cho chắc nên là các viên chức của toàn tiểu bang thường thường nó đến từ miền Bắc nhiều hơn. Vâng, thưa chắc là phải ông Thị trưởng Tạ Đức Trí, ông là một người hiện nay chắc là ông phải hoạt động ở trong đảng Cộng Hòa. Thế đảng Cộng Hòa không có cái cơ hội để nhân cái cơ hội này được đại diện cho người dân California ở chức vụ thượng nghị sĩ liên bang sao ông Tạ? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, anh Đoàn Trọng hỏi câu này rất là hay. Vào năm ngoái thì đảng Cộng Hòa có muốn thuyết phục cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà muốn thắng cái chức này về tay đảng Cộng Hòa, chỉ có cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice là người có khả năng đánh bại bà Kamala Harris mà thôi. Với những cái sự nổi tiếng của bà, với cái tài ăn nói của bà, với những cái học thức của bà và với cái sự hậu thuẫn của đảng, chúng tôi nghĩ ngoài bà Condoleezza Rice ra sẽ không có ai có khả năng đánh bại Bộ trưởng Bộ Tư pháp bên phía đảng Dân Chủ. Tuy nhiên bà nhất định bà từ chối, bà muốn chỉ giữ cái vai trò là một giáo sư đại học mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là một khái niệm về cuộc bầu cử năm 2016 ở chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang California. Quý vị chờ xem cuộc tranh tài của hai nữ anh hùng của California như thế nào. Quý vị chờ xem. Hãy trở lại một vài chức vụ như ông thị trưởng vừa tuyên bố là ông thị trưởng sẽ không đi vào cái chỗ nào hết. Chúng ta có ông thị trưởng thêm nhiệm kỳ 2 năm nữa. Nhưng mà trở lại vấn đề khi bà Lauren Sanchez, thế quý vị tin rằng bà Lauren Sanchez có thể từ chức dân biểu địa hạt 46 trước khi bà tham dự vào cuộc đua thượng nghị sĩ liên bang hay không? Thì vâng, trong cuộc tranh cử này nếu dân biểu Sanchez mà tranh cử đó thì đương nhiên bà sẽ không tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang. Thành ra cái đơn vị gây chống không cần phải từ chức hay là làm gì cái, tại vì cái chu kỳ của tranh cử của dân biểu đó, nó mỗi 2 năm lúc nào cũng tranh cử hết, lúc nào tranh cử. Cho nên muốn tuyên bố tranh cử thượng nghị sĩ đó, là phải không có tranh cử với dân biểu. Cho nên cái đó mọi chống không có, bà ta không cần phải từ chức. Thế đến bây giờ thì ông cựu thượng nghị sĩ Lucuria đã chính thức tuyên bố ghế 46 là ghế của tôi, mặc dù tôi vừa mới thua ông Andrew Đỗ. Quý vị nghĩ rằng có ai có thể đánh bại được ông Lucuria kỳ này không ở chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 46? Và tới giờ này thì chúng ta phải nhìn nhận nếu mà bà dân biểu Loretta đã quyết định tranh cử cái chức thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang California, thì hiện tại đó thì cái sức ảnh hưởng cũng như là cái những cái kinh nghiệm thì chúng ta phải công nhận rằng cựu nghị sĩ Korea là một cái người có kinh nghiệm và một cái người sẽ có khả năng giành chiến thắng vào cái ghế sẽ được trống vào tháng 6 sắp tới nếu mà cái quyết định cuối cùng của bà Loretta Sanchez cuối cùng vẫn muốn tranh cử thượng nghị sĩ. Thì phải công nhận rằng thượng nghị sĩ Lou Correa vẫn là một cái ngôi sao sáng, vẫn được cộng đồng thiểu số ủng hộ. Và cái đơn vị 46 đó thì đảng Dân Chủ nhiều hơn đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Thành ra một cái người đảng Cộng Hòa sẽ rất là khó để mà lọt được cái đơn vị 46. Thế liệu ông dân biểu, cựu dân biểu Trần Thái Văn, bà đương kim thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, ông giám sát viên Andrew Đỗ có ngóm nghé chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 46 không thưa luật sư Lật? Wow, tôi không dám nói quyết định của những nhân vật này như thế nào, nhưng mà trong cái khu vực 46 đó, khu vực nó nghĩa là phần miền Bắc của Grandro chút xíu thôi, còn phần lớn là Anaheim, Fullerton trên cái khu vực đó. Cho nên đây là khu vực của nhiều của cái Latin, của nhiều của đảng Dân Chủ, của những người có cái base của bên phía của bà Sanchez. Cho nên tôi không nghĩ là có cái nhân vật nào từ đảng Cộng Hòa có lên được, hay là nhân vật nào của Á Châu hay là của cộng đồng Việt Nam có thể có hậu thuẫn trong cái khu vực này. Thành ra tôi nghĩ đây là cái khu vực mà có vẻ lúc mà họ vẽ là để dành, có vẻ là để hậu thuẫn cho phía đảng Dân Chủ cũng như cộng đồng gốc Latin nhiều hơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi có trò chuyện với bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và chúng tôi có hỏi ý định của bà liệu có thể trở thành dân biểu
liên bang địa hạt 46 hay không, thì với một cái nụ cười của bà và nói rằng: anh Trọng, tôi đang tập đi với tập bò vừa xong thì tôi tập đi, phải để cho tôi đi thông thả đã trước khi tôi có thể chạy được. Anh bà nghĩ rằng là bà không muốn trở thành ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 46. Bên cạnh đó thì ông Andrew Đỗ, chắc chúng tôi nghĩ rằng ông vừa mới đắc cử chức vụ giám sát viên thì ông cũng ta sẽ có nhiều cái thời gian để trở thành với một nhân vật ở trong cái chiến trường này, đặc biệt là cái chức vụ giám sát viên địa hạt 1 thì có thể nói cũng rất nhiều gắn bó với cộng đồng người Việt. Và bên cạnh đó thì ông dân biểu Trần Thế Manh, mặc dù chưa có những cái trao đổi với ông cụ dân biểu, tuy nhiên theo một số dư luận thì cho thấy rằng sau một cái cuộc mà có thể nói nghỉ chân hơi dài, cái vắng bóng ở sân cỏ đây, thì chắc có lẽ ông thượng nghị sĩ cũng không biết có trở lại chiến trường hay không. Và cái chức vụ đến bây giờ thì chức vụ ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 46, ngoại trừ ông Lưu Correa, chúng tôi cũng chưa nghe nói đến một vài nhân vật nào, ngoại trừ có một vài dư luận cho rằng ông thị trưởng thành phố Santa Ana cũng có thể là một trong những người ứng cử viên vào chức vụ này. Và đến bây giờ thì dân biểu địa hạt 47 do hiện nay cho đương nhiệm dân biểu Lowenter, Alan Lowenter. Ông dân biểu Alan Lowenter vừa mới thực hiện một chuyến đi Việt Nam để tìm xem liệu có để Việt Nam tham dự vào TPP. Ông đã có những cuộc thăm gặp gỡ thân mật với những nhân vật đối lập ở trong nước và đồng thời được gặp với ngài Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thì quý vị liệu có ai có thể đánh bại được ông Lowenter ở chức vụ địa hạt dân biểu liên bang địa hạt 47 không, thưa quý vị? Chúng tôi tin tưởng rằng ông dân biểu Lowenter của đơn vị 47 sẽ giữ vững cái ghế đó 2016. Chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không có một cái đối thủ nào có khả năng đánh bại được dân biểu đương nhiệm. Chúng ta thấy được cái đơn vị 47 phân nửa là thuộc về thành phố Long Beach, mà dòng họ gia đình của dân biểu Lowenter, chúng tôi dùng chữ mấy mươi đời, là đã tạo được cái sức mạnh cơ sở chính trị ở tại thành phố Long Beach, mà phân nửa đơn vị đó thuộc về thành phố Long Beach. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng ông dân biểu này sẽ không phải lo lắng về chuyện gì. Dạ vâng, chuyện Trần Thế Chí nó đúng là tại vì cho dù cộng đồng Little Sài Gòn, người Việt Nam hay là người Cộng Hòa có hỗ trợ như thế nữa cũng không có đủ vượt qua được cái sự hỗ trợ của Đảng Dân Chủ cũng như của gia đình cũng như là của cái hệ thống bên cái khối cử Long Beach. Chúng ta nên nhớ là nhìn lại cái cuộc vẽ lại cái khu vực bầu cử năm 2010 đó, thì chúng ta thấy rằng vì cái cuộc vẽ đó, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, Little Sài Gòn đã bị chia 5, chia 3 ra thành là nhiều khu vực, 46, 47 khu vực. Thành ra chúng ta đã không vận động thành công để có một cái khu vẽ cho cái khu Little Sài Gòn chúng ta. Thành ra hiện nay cái bản đồ hiện nay đó, chúng ta khó có cái cơ hội một người dân chủ, một người Cộng Hòa Á Châu có thể đắc cử trong khu vực này. Tôi nghĩ một cái cơ hội chúng ta sẽ có là nên có một người của Đảng Dân Chủ gốc Việt Nam hoặc gốc Á Châu mà được hậu thuẫn chung nhiều của đảng của thành phần gốc Latin mới có cái cơ hội đắc cử trong cái khu vực 46 hoặc 47 này. Chúng ta hiện nay không có cái nhân vật đó trong cộng đồng. Thế quý vị không nghĩ đến mà luật sư Đỗ Phủ sẽ bán motorcycle, không chạy motorcycle để ứng cử thì sao? Vâng, kính thưa quý vị, nhưng bây giờ thì chúng ta phải trở về một cái chức và có thể nói cái này thì chắc quý vị không thể nào không nói rằng không có người Việt Nam chúng ta cùng ứng cử và sáng giá ở cái chức vụ đó. Đó là chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Kính thưa quý vị, liệu chúng ta có 2-3 người Việt Nam tranh cử vào chức giám sát viên địa hạt 1 không? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, cái câu này cũng khó trả lời, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận trong thời gian vừa qua thì luật sư giám sát viên Andrew Đỗ cũng đã có nhiều những nỗ lực để mà phục vụ cho đơn vị một cũng như là cũng có đi sát với lại cộng đồng Việt của chúng ta. Thành ra là chúng tôi hiện tại thì cũng chưa thấy có một ứng cử viên nào ra, thì nhưng mà riêng về tâm tư của một cái đồng hương người Việt thì chúng tôi thì chắc anh Đoàn Trọng và luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đồng ý với lại chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cái ghế giám sát viên đó sẽ thuộc về của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Vâng. Kính thưa quý vị, có một cái chức vụ mà có thể hai quý vị phải cho chúng tôi câu trả lời, vì tôi nghĩ đến bây giờ đã nghe người ta nói rất nhiều, đó là chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Liệu người Việt Nam chúng ta có thể kéo dài được 2 năm nữa ở chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove hay lại trở về lại cho người bản xứ?
Đó là câu trả lời rất khó biết. Thực ra cá nhân chúng tôi cũng như nhiều người trong cộng đồng để biết được trong tình hình sắp tới. Tôi hy vọng rằng thị trưởng Nguyễn Quốc Bảo sẽ có nhiều cái năng động, nhiều cái cơ hội để mà phục hồi lại, lấy lại cái lòng tin, lấy lại cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tôi nghĩ rằng cái chức vụ thị trưởng cũng như nghị viên của thành phố Gandro rất là quan trọng cho cái sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam chúng ta trong cái khu lưu Sài Gòn. Và tôi mong rằng cộng đồng Việt Nam, ngay cả thị trưởng Nguyễn Quốc Bảo có cái cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn để mà bảo vệ cái tiếng nói, bảo vệ cái chức vụ đó rất là quan trọng. Chúng ta có thêm được một nghị viên nào vào năm 2016 ở tại thành phố Fountain Valley nữa không, thưa ông thị trưởng? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, cái câu này rất là hay. Tuy nhiên ở cái cư dân của thành phố Fountain Valley thì nó hơi khác Westminster và Garden Grove, bởi vì chúng ta cần rất là nhiều cử tri gốc Việt phải ghi danh nhiều hơn nữa và tham gia đi bầu nhiều hơn nữa ở thành phố Fountain Valley, thì trong tương lai chúng ta mới có những cái cơ hội đó. Vâng, kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi không hỏi đến thành phố Westminster vì ông thị trưởng Tạ Đức Trí đã tái tranh cử. Những người đương nhiệm thì có thể nói khó đánh bài, khó đánh bài họ nhiều, ngoài trừ trường hợp lúc nào ông thị trưởng thay đổi ý kiến. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài vấn đề, một vài cái chi tiết, một vài những cái nét đại cương về cuộc bầu cử 2016. Sở dĩ chúng tôi muốn nêu lên vấn đề này để cho quý vị có rộng đường chuẩn bị vào một cái cuộc tranh cử đầy sôi nổi vào năm 2016. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề hôm nay.